Ok, chào cả nhà, mình đã ăn no rồi. Ôi. Đi để có gì đó. Giờ mình đang quay nha, thôi không biết quay từ bên đâu, thôi quay từ bên đây đi. Bên đây là cái giống như salad đó. Bên đây là salad nữa. Đó, chỗ này cái bờ cây chỗ này nó to. Rồi bên đây là steak. Bên đây là salad mà nó đã trộn rồi, bên kia nãy là salad giống như mình phải tự hút ra rồi bỏ cái nước sót lên ăn, còn này salad nó đã trộn rồi. Bên đây là cheese and đồ ăn giống như đồ ăn khai vị á. Bên đây là cà ren. Oh my god. Mình không ăn thịt được, chứ mà ăn thịt được là mình ăn mấy cái này rồi. Oh my god, that looks good. Roast beef. Cái này có đồ giống như là đồ Nhật với đồ Hoa, đồ người Trung Quốc á, đồ Tàu á, đúng là vậy. Bên đây là cá. Tôi đang riêu cá nè bà con. Wow, ngon không? Where's the fish? It's over there. Oh, okay, thank you. Mình nãy giờ đi mà cũng không có biết cái là con cá nó nằm ở đâu, nên mình lấy con cá này nha. Chiên ngon lắm, mình ăn suốt ngày được không ta? Ăn miếng cá này. Đó. Rồi bên đây là cái này không biết giống như rau cải gì đó, ăn miếng đi. Đó. Mình lấy mấy con mấy con gì nè, không biết nữa. Biết mà giờ quên rồi, chứ không phải là không biết mà con cá nữa, khoan cá không nha. Cá chiên nữa nè. Rồi, đại hội cá. Rồi qua đây mình đồ mễ hồi nãy mình có lấy rồi. Mà giờ mình qua Úc xoay. Giờ qua đây coi có qua cùng mọi người không? Bỏ miếng sao xà lên đi, mình thích ăn sao xà lắm. Này là đồ mễ. Thịt heo, thịt gà, tự làm taco lấy. Đó. Rồi bên đây là pizza với lại pasta. Họ lễ sẵn hoặc là mình có thể kêu họ làm theo ý mình thích. Pasta, pizza. Cái bà này bà đang làm cái phát xà cho nhỏ này nè đó. Phát xà bà ấy lại cho nó nóng rồi bà phải bỏ lên đây bà xào. Thôi đi ra khỏi chỗ này được quá rồi. Bên đây là bánh mì. Đủ thứ bánh mì hết, không ăn bánh mì đâu, bụng đã bự rồi không ăn. Rồi bên đây là trái cây. Bên đây trái cây. Ôi nó có trái cây mà nó làm loại mix nè. Ô mình thôi phải cắt gì hết. Nè trái cây nó mix sẵn nè. Đủ thứ trong này hết. Nó xắt nhỏ nhỏ sẵn cho mình. Múc muỗng ăn đi. Rồi múc muỗng ăn đi.
Đó, dĩa của mình là cá, trái cây, salsa. Ráng ăn cho healthy thì ta không bị lên cân. Đây, đồ ăn kiểu này mà ăn 5 bữa chắc về là thành cái bong bóng quá. Trời ơi, rồi bên đây á, là mì. Nè, mì nè, họ làm sẵn nè, mình muốn ăn bao nhiêu thì họ sẽ làm bấy nhiêu đó. Hi. Hola. Hola, amiga. Đó. Đó, cổ sẽ làm cho mình. Cà rem. Đó, thấy dĩa thật ăn ngon ra không? Ok. Bye bye. Tạm biệt cả nhà nha. Bye.